Ngoài cái bộ lọc liquify thì chúng ta còn có một cái bộ lọc khác nữa, nó cũng tương đối là lạ, đó là cái vanishing point. Vanishing point thì nó sẽ giúp chúng ta làm cái gì? Vanishing point nó sẽ giúp chúng ta là tạo những cái chỉnh sửa hoặc là cắt ghép, nó có tính chất là biến dạng phối cảnh. Tôi lấy ví dụ như là trên cái hình này thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái đối tượng của chúng ta nó đang có một cái nền gỗ, đó, đứng trên, nằm trên, đặt trên một cái nền gỗ. Và cái nền gỗ này thì chủ nó có tính chất xiên chéo như này, có gần có xa, và nó biến dạng theo cái phối cảnh, như gần thì to, xa thì nhỏ, thóp lại. Ví dụ như là đôi lúc chúng ta vẫn hay gặp những cái trường hợp mà tôi muốn xóa một chi tiết nào đó đi, thì trước đó thì chúng ta rất là đơn giản là chúng ta dùng những cái công cụ hoặc những cái tiện ích, ví dụ như là chúng ta sử dụng cái lệnh edit fill, và chúng ta sử dụng cái content away chẳng hạn, để chúng ta dập xóa đi một cái chi tiết nào đó mà chúng ta không mong muốn. Nhưng rõ ràng trong trường hợp này, mặc dù đối tượng của chúng ta được dập xóa đi, nhưng mà nó tạo ra những cái biến dạng. Lý do là sao? Vì các cái đường này của chúng ta là đường thẳng, đó, thẳng mà lại có tính chất xiên chéo vào trong, có tính chất hút theo phối cảnh. Do đó thì khi nó bù cái điểm ảnh vào thì nó không thể nào đảm bảo được cái sự ghép khít vào đây, do nó không tính được cái độ phối cảnh. Đấy. Thế thì khi chúng ta sử dụng những cái công cụ hoặc là những cái tiện ích, thì nếu vớ phải những cái trường hợp mà có phối cảnh như thế này thì thường là không đạt được hiệu quả như mong muốn, nó sẽ bị méo, nó sẽ bị biến dạng. Và những cái trường hợp như thế này thì chúng ta lại phải cầu viện tới một cái phần bộ lọc, nó gọi là vanishing. Đây, để kích hoạt nó lên thì chúng ta chọn mở ảnh, sau đó thì vào filter và chúng ta chọn cái vanishing point. Khi mà chúng ta mở hộp thoại ra thì chúng ta sẽ thấy có một cái lưới được căng theo cái độ hút của cái này. Đây là cái bài mẫu của Adobe Photoshop, cho nên là các bạn sẽ nhìn thấy cái lưới ngay, họ đã tạo sẵn cho chúng ta rồi. Và bây giờ đối với cái lưới này thì chúng ta ví dụ như chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ Clone Stamp này chẳng hạn. Đó. Tôi sẽ kích hoạt cái này lên. Và tôi nhấn để tôi lấy mẫu chẳng hạn. Sau khi tôi lấy mẫu và tôi đưa vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng dựa trên cái độ hút biến dạng của cái lưới nó đã quy định, thì những cái phần từ ảnh đấy tôi bù vào thì nó sẽ đi dần theo cái gì đẹp, cái biến dạng của cái khe khe gỗ này, và qua đó thì tôi có thể là dập xóa và giữ được cái khe gỗ này nó đi theo đúng cái chiều hút đó. Ví dụ này tôi lấy một cái mẫu này. Thế, trên tinh thần như thế thì tôi có thể là làm sao đây, vá víu và làm cho cái hình ảnh của tôi nó ít bị biến dạng nhất. Đấy. Thì với cách như thế này thì chúng ta có thể là dập xóa những cái chi tiết đó và vẫn giữ được cái tính chất là phối cảnh của cái nền, ví dụ như vậy. Thế thì trong một số trường hợp khác nữa, thì ví dụ như là tôi muốn ghép một cái thiết kế vào trong cái mẫu hộp, tôi muốn gắn một cái biển quảng cáo lên trên một cái building, vân vân. Tôi muốn ghép một cái nội dung tranh khác vào trong một cái khung tranh đang có. Tất cả những cái đó là những cái thứ mà chúng ta sẽ cần phải sử dụng cái vanishing để chúng ta xử lý. Lấy ví dụ như là đây, chúng ta mở được một cái bài này.
Ví dụ cái này, các bạn sẽ thấy có một cái bài như thế này nhé. Đây là một cái hộp. Đó. Tôi sẽ có một số các cái tài liệu tài nguyên như thế này. Và đây là cái kết quả. Tôi có một số các thông tin, tôi có một số mẫu trang trí và tôi sẽ ghép nó vào trong một cái hộp hình khối như thế này để demo để mà cho khách hàng xem. Thế thì các mẫu thiết kế nó gồm có những cái như thế này. Hình ảnh của cái máy ấy. Một số các cái tài nguyên khác. Đây, các bạn có nhận ra nó là cái này đây. Biểu đồ này. Đó. Tem nhãn. Logo. Đây. Ví dụ như thế. Thế thì để mà đưa vào thì chúng ta sẽ làm các thao tác như sau. Các bạn quan sát. Tôi vào filter, vào vanishing. Sau đó thì tôi bắt đầu là sử dụng cái công cụ vẽ lưới để tôi vẽ ra một cái bề mặt liên quan tới cái này. Bắt đầu bằng cách là bấm vào đây. Sau khi mình ghép xong cái lưới thì chúng ta có một mặt. À, muốn tiếp tục mà tạo ra các mặt lưới liên quan thì chúng ta sẽ sử dụng tiếp cái công cụ này, chúng ta kéo nó sang các cái mặt liên quan. Sau đó thì các bạn có thể là kéo các cái điểm điều khiển này để các bạn hiệu chỉnh là cái lưới làm sao cho nó ăn vào trong cái mặt. Nhớ là những cái điều chỉnh này thì nó có cự của nó. Lúc nào mà các bạn thấy mặt lưới xanh thì ok, tất cả là đang trong quy chuẩn. Nhưng nếu mà cái lưới mà bị điểm màu đỏ thì có nghĩa là cái mặt lưới đó đang có vấn đề. Ví dụ như vậy là chúng ta sẽ có mấy cái mặt lưới, ba mặt lưới. Thế sau khi mà xong cái mặt lưới này rồi, ok, vậy là tôi đã phủ được cái lưới vào trong cái đối tượng mà nó có tính chất hình khối không gian ở trong cái bức ảnh. Sau đó thì lần lượt tôi sẽ quan sát để tôi xem là cái này nó sẽ được làm xử lý như thế nào. Đó. Bây giờ tôi mở cái này. Đó. Ví dụ như là tôi muốn là để cho cái đưa cái hình này vào thì tôi sẽ thực hiện như sau. Đây là hình tổng. Quan sát cái hình mẫu này thì nó sẽ chạy theo cái hoa loằng ngoằng như thế này chẳng hạn. Thì tôi sẽ thực hiện cái lệnh là gì đây ạ? Grid Clipping Mask. Bọc một cái nọ vào trong cái kia. Cái này chúng ta đã nói ở cái kỹ năng gọi là giấu hình ảnh rồi. Đó. Sau khi bọc xong thì tôi sẽ Control Click vào đây để tôi tải cái vùng chọn lên. Và để copy được cả cái hình này, cả cái hình hoa lẫn cái hình này, tại vì đây là hai lớp mà. Đó. Thì chúng ta sẽ chọn lệnh là Control Shift C thay vì là Ctrl C, thì nó cứ nhìn thấy cái gì ở trong vùng chọn là nó sẽ copy bất kể cái đó nó nằm ở trên layer nào. Bình thường ra chúng ta chọn layer nào thì nó chỉ copy phần liên quan tới layer đó thôi. Đây, Ctrl Shift C. Sau đó thì tôi mới bắt đầu là tôi dán nó vào đây. Nhưng khi dán thì tôi lại phải kích hoạt cái phần bộ lọc này lên. Sau đó thì dán vào, Ctrl V, dán vào. Khi dán vào thì nó vẫn nằm lơ lửng ở bên ngoài thôi, chứ bản thân nó chưa biết là sẽ bám vào cái mặt lưới nào cả. Do đó thì bắt đầu tôi mới lấy chuột tôi kéo nó vào đây. Và các bạn sẽ thấy là nó sẽ nằm vào cái phần nào mà chúng ta muốn. Bằng cách là gì đấy, co kéo thì tôi mới đưa được nó vào cái phần mà tôi muốn. Đó. Nó muốn nằm vắt sang cái mặt nào thì cách mà chúng ta xử lý thì đại loại nó sẽ là thế này. Nó cho phép chúng ta là gì đấy,
đưa những cái hình ảnh này nó chạy qua cả hai hai mặt hay ba mặt gì đó. Có lẽ là cái thứ tự kéo lưới của tôi có thể là hơi sai rồi, đáng nhẽ là phải kéo cái hông này trước. Nhưng mà về mặt nguyên tắc thì các bạn nhìn thấy đấy, là nó có thể chạy giữa các mặt lưới với nhau đấy, một đối tượng có thể chạy tràn từ mặt lưới nọ sang mặt lưới kia đấy, đại loại là như thế. Sau khi mà chúng ta làm xong thì bây giờ tôi đã đưa được một cái thành phần này vào, cứ lặp lại các thao tác tương tự như thế. Đây ví dụ chọn này, Ctrl C này, bây giờ lại quay trở về cái thằng này này, ví dụ filter này, vanishing này, lại dán vào, Ctrl V dán vào. Đấy, bây giờ nó còn đang tương đối to, tôi Ctrl T tôi thu nhỏ trước nó vào thì đã, trước khi mà tôi kéo nó vào trong cái bề mặt của nó. Sau khi Enter xác nhận rồi thì tôi mới lúc ấy đây, làm lại một tí nhé, vanishing này, đấy, Ctrl V này, nếu không thì các bạn có thể kéo đó, kéo sau đó thì Ctrl T, và lúc này chúng ta sẽ thu nhỏ nó lại, đặt nó vào những cái vị trí mà chúng ta muốn đó. Thích dán theo kiểu tem nằm giữa mặt nọ với mặt kia thì dán, muốn dán ở mặt nào thì dán đó. Tương tự như thế thì lấy các cái logo này, ví dụ logo này, công ví dụ như là đổi màu này, rồi làm bóng này hay là làm dày lên hay gì đó thì tùy đó. Layer này, layer style này, bevel emboss cho nó dày lên một tí này, làm cho tí bóng và móng nữa này. Ví dụ thế. Sau đó thì chúng ta có thể là Ctrl A copy lại dán vào đây. Filter vanishing, Ctrl V dán vào. Kéo nó vào cái bề mặt các bạn muốn, đúng không? Sau đó thì Ctrl T thu phóng cho tới khi nào mà nó nằm được vào cái khu vực mà các bạn muốn. Tương tự như thế, dán lên trên, dán xuống dưới, cái hông dán cái chữ kia thì nó cũng tương tự như thế thôi. Đấy thì cái quy trình mà làm việc của chúng ta để mà dán một cái gì đó vào trong các cái mặt phẳng và nó có tính chất khối không gian là các bạn sẽ làm cái này. Đó, còn nhớ cái bài mà cắt một cái ảnh mà từ từ phối cảnh nắm thẳng ra không ạ? Đấy thì bây giờ nếu như bây giờ tôi lại muốn có một khung ảnh như thế mà méo méo như thế, mà bây giờ tôi lại muốn thay cái ảnh trong đó bằng một cái nội dung ảnh khác, thì tôi cũng sẽ phải vẽ một cái lưới mà nó nằm méo theo cái khung đó, rồi tôi mới dán cái ảnh tôi muốn đưa vào, thì nó cũng sẽ bị co kéo theo cái dạng như thế. Đấy, thì đấy là cái tính chất, cái hỗ trợ của cái vanishing này cho các cái thao tác ảnh mà nó có tính chất hình khối, có tính chất phối cảnh. Nhưng nhớ là chỉ nó khối hộp thôi nhé, khối trụ là nó không làm được, nó không làm cong theo khối trụ thôi nhé. Cái này chỉ có kéo lưới cho hình chữ nhật được thôi. Đấy. Thế các bạn coi bây giờ các bạn thử nghiệm một chút đi.